Trong cuộc sống này có tấm gương phản chiếu. Mọi sự gặp gỡ trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả đều có lý do của nó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tất cả các pháp trên thế gian này đều hình thành do nhân quả. Nhưng để nhân biến thành quả thì phải có duyên tác động. Nhân ác gặp duyên ác thì trổ quả ác. Nhân thiện gặp duyên thiện thì trổ quả thiện. Có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Chính vì vậy, hiểu rõ về nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta an vui tự tại trong cuộc đời này. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình này hôm nay. Những người tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn. Trong Đạo Đức Kinh viết rằng: Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Ý câu này nói rằng đạo trời là công bằng, trời Phật không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người chăm chỉ hành thiện. Lòng tốt là một kho báu, và nó là vô tận trong một đời người. Trái tim là mảnh đất màu mỡ, trải qua hơn trăm đời, vẫn nên giữ một trái tim lương thiện. Hãy tử tế, bạn sẽ được khen thưởng, còn tin hay không là tùy ở bạn. Cách đây khá lâu, có một đoàn khảo cổ học đã tiến vào sa mạc Sahara, nơi được mệnh danh là biển sa mạc, không có đường quay trở lại. Bộ xương của người quá cố có thể được nhìn thấy khắp nơi trong sa mạc này. Vì vậy, đội trưởng đội khảo cổ đã yêu cầu mọi người dừng lại, chọn một nơi cao để đào hố, chôn bộ xương và sử dụng cành cây hoặc đá để xây một bia mộ đơn giản cho người quá cố. Nhưng có rất nhiều bộ xương trên sa mạc, nên việc chôn cất mất rất nhiều thời gian. Các thành viên trong nhóm phàn nàn: Chúng tôi đến đây là để khảo cổ học, không phải để thu thập xương người chết. Nghe vậy, trưởng đoàn ân cần nói: Mỗi một đống xương có thể đã từng là đồng nghiệp của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xác của họ phơi bày giữa cái nắng ở nơi hoang vu như thế này được. Một tuần sau, nhóm khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật và đồ tạo tác cổ đại trong sa mạc và gom lại đem về. Nhưng thật không may cho họ, khi họ quyết định rời đi thì một cơn bão bất ngờ thổi đến, phương hướng bị biến mất trong vài ngày đêm. Ngay cả việc sử dụng la bàn cũng không thành công. Đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng. Dần dần, thức ăn và nước ngọt bắt đầu khan hiếm. Rồi sau đó, họ hiểu tại sao lại có nhiều xương trong sa mạc này như vậy. Đang lúc khủng hoảng, đội trưởng đột nhiên nói: Đừng có tuyệt vọng, đừng quên, trên đường chúng ta tới đã để lại những tấm biển chỉ đường, đó chính là những ngôi mộ mà chúng ta từng chôn cất từ khi mới bước vào sa mạc. Sau đó họ đi dọc theo những tấm bia mộ, dưới đó họ chôn vùi xương người, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi biển chết này. Sau này trả lời phỏng vấn của phóng viên, các thành viên trong đoàn khảo cổ đều thở dài nói: Thật ra lòng tốt là tấm biển chỉ đường chúng tôi để lại cho chính mình. Bia mộ cũng chính là biển báo mà các thành viên trong đội đã chôn cất để lại trong sa mạc. Lòng tốt là phúc lành để lại cho chính mình trên đường đời. Trong cuộc sống, dù bạn là người nào, làm gì, ở đâu, bạn phải biết rằng những gì bạn làm cho người khác chính là đang làm cho chính mình. Vì vậy, muốn có được cái gì thì trước hết phải để người khác có được. Cuộc sống như một tiếng vọng, nếu bạn dành lòng tốt cho người khác thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được lòng tốt từ người khác. Mọi phước báo đều không thể tách rời chữ tâm. Những phước lành mà bạn tích lũy được thường sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn. Hãy sống tử tế mọi lúc mọi nơi. Hãy cứ hỏi lòng mình, đừng hỏi đến việc được và mất. Tiếng thơm sẽ theo bạn suốt chặng đường dài. Người tốt sẽ luôn luôn gặp may mắn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ,
trong làng tôi ở có một người phụ nữ quá chồng. Số bà thật là khổ. Chồng bà mất khi còn rất trẻ vì làm việc quá vất vả. Vài chục năm trôi qua, chẳng mấy ai còn nhớ nổi tên thật của bà là gì nữa, bởi mọi người đều đã quen gọi bà là bà Trương. Theo suy nghĩ của người Á Đông, nhất là những người ở thời đại trước, nuôi lợn lấy mỡ, nuôi con thì đỡ chân tay. Nuôi con là để sau này có thể dựa dẫm lúc về già. Thế cho nên nhiều người làng tôi cứ tiếc mãi cho bà, vì bà chỉ có ba cô con gái. Đôi lúc có người lại chép miệng nói rằng, giá như có một đứa con trai, có thể đời bà Trương sẽ không phải khổ sở như vậy. Vì con, bà cắn răng làm việc bất kể thời gian, chịu đựng mọi khổ đau để nuôi ba con gái trưởng thành, rồi lo cho yên bề gia thất. Ba cô con gái lấy chồng, cứ mỗi một đứa đi, bà lại già thêm vài phần. Cho đến khi cô Út được gả đi, bà Trương bỗng chốc già đi trông thấy. Tóc thì bạc trắng, mặt thì đầy nếp nhăn. Mùa đông năm đó, nhận thấy ngay cả việc đi lại cũng đã rất vất vả. Châm lửa nhóm bếp cũng đã khó, chứ chưa nói đến việc nấu nướng. Trước cảnh ngộ đó, bà chợt nghĩ đã đến lúc suy nghĩ về việc hậu sự của mình. Vốn đã quen với việc phàm là chuyện của mình, bà tuyệt đối không tìm đến nhà con gái để bị biến thành quả bóng đá qua đá lại. Thế cho nên bà mới quyết định ở một mình đến già trong căn nhà hai gian dột nát. Nhưng có một việc bà vẫn chưa thể an tâm. Bà còn có một cây trâm vàng rất quý do tổ tiên để lại. Trước khi đi, bà không muốn đòi hỏi con cái thứ gì. Bà chỉ là muốn để chút tích góp cuối cùng cho một trong ba cô con gái mà thôi. Nếu như để lại, sẽ phải để lại cho cô nào hiếu thuận nhất. Bà Trương nghĩ vậy, chỉ có như thế bà mới an tâm ra đi. Thế nhưng cô nào mới là người hiếu thuận nhất? Bà thật khó nghĩ và khó phán đoán một cách chính xác được. Ba cô con gái sau khi xuất giá chẳng khác nào diều đứt dây, rất ít khi về nhà thăm mẹ. Tuy nhiên, may mắn là cả ba cô đều lấy chồng không xa, cho nên bà quyết định sẽ cố đi thăm từng đứa một. Buổi sáng hôm đó, bà quyết định đến nhà cô cả tên là Quyên. Cô này được gả vào nhà có điều kiện nhất nhì trong làng. Thấy mẹ đến nhà mình, Quyên chỉ mời mẹ một bữa cơm đạm bạc, có đĩa lạc rang và một đĩa rau xào mặn. Bà Trương ngại ngùng nói với con rằng răng của mình không tốt, cố đưa vài miếng vào miệng rồi đi. Vừa ra khỏi cổng chưa xa, bà gặp cậu cháu ngoại đang chơi ở ngoài đó. Bà ngoại ơi, vào nhà con ăn cơm đi, hôm nay mẹ con hầm đùi heo. Cậu cháu ngoại vô tư nói như vậy. Ngoại ăn rồi, con về ăn đi. Nói xong, trong lòng bà cụ trào dâng một cảm giác chua xót. Bà Trương lại tiếp tục đến nhà cô thứ hai tên là Anh. Chồng cô là một người chạy xe chở hàng, tiền kiếm được không ít, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Thấy mẹ đến, cô bỗng có thái độ không vui. Vào bếp mang ra đĩa giá đổ ăn dở, vài cái bánh bao và bát nước nóng ra mời mẹ. Bà cụ cảm thấy mình không khác gì một người ăn xin, lặng lẽ ăn vài miếng, nước mắt chỉ chực trào ra. Thế nhưng cô con gái làm như không thấy, còn nói: mẹ, đã quá trưa rồi, mẹ tranh thủ trời còn sáng mà về đi cho sớm. Bố bọn trẻ một lát nữa sẽ về, con cũng còn bận việc nữa. Bà Trương gật đầu, ngước nhìn lên trời rồi lập cập rời đi. Hai cô con gái này khiến cho bà lo lắng, tốn bao tâm sức. Thật không ngờ chẳng cô nào nghĩ cho mẹ dù chỉ một chút. Đi mãi, cho đến khi trời tối, bà chợt nhận ra mình đã đi thẳng đến nhà cô con gái thứ ba tên là Tú.
không được may mắn như hai cô chị. Tú vừa lấy chồng xa nhất, điều kiện gia đình cũng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc. Thấy mẹ đến nhà, cô rót cho mẹ bát nước rồi vội vã ra ngoài. Trong lòng bà Trương bỗng trào lên cảm giác lạnh lẽo. Không ngờ cô Út lại đối xử với mình như thế. Nếu đã vậy, bảo bối gia truyền bà chỉ còn cách mang theo vào quan tài mà thôi. Nghĩ đến đó, bà đứng dậy ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, cụ Út tay xách một túi thịt lợn và một bó rau đi vào, cất tiếng vui vẻ. Mẹ, tối nay mẹ đừng có về, chúng ta làm bánh há cảo ăn nha mẹ. Vào thời đó, với điều kiện kinh tế của cô Út, có lẽ chỉ có Tết mới có thịt ăn chứ thông thường có mắm, có muối ăn đã là tốt lắm rồi. Tiền mua thịt không biết ở đâu mà có. Đến lúc ăn cơm, bà Trường vô tình nhìn lên tóc con gái và phát hiện chiếc trâm cài đầu vẫn dùng trước giờ không thấy đâu nữa. Bất giác, bà cảm thấy ấm lòng, nước mắt lưng tròng. Cho rằng mẹ lo lắng cho mình, cô Tú liền đỡ tay mẹ nói: Mẹ, nhà con đối xử với con rất tốt. Mặc dù cuộc sống có khó khăn, nhưng mà mẹ đừng có lo. Con rể mẹ còn nói đợi sang năm á, có điều kiện khá lên một chút sẽ đón mẹ về ở cùng. Bà Trương cười, mắt vẫn rưng rưng. Bà rút từ trong túi ra chiếc trâm vàng, bảo con ngồi vào lòng như ngày thơ bé, nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên tóc con. Con à, đây là món quà cuối cùng mẹ cho con. Lúc khổ sở nhất mẹ cũng không nỡ bán nó, bởi vì nó là niềm tin, là hy vọng. Chỉ cần có niềm tin và hy vọng, cuộc sống có khổ sở đến thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Bà Trương nghẹn ngào nói với con. Cô Út gật đầu, nghĩ lại những ngày bố mẹ con dựa vào nhau để sống mà nước mắt trào dâng. Không lâu sau đó, bà Trương từ giã cõi đời, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ bình yên. Về sau, hai cô lớn vì muốn tranh căn nhà dột của mẹ mà nảy sinh cãi giả, kiên quyết không nhìn mặt nhau. Cô Út tuyệt nhiên không tham gia. Hai vợ chồng cứ thế thanh thản sống qua ngày cho đến khi sinh con, rồi họ lớn lên lập nghiệp. Chiếc trâm cài đầu vẫn luôn được cài trên tóc của cô, cho dù tháng năm đã khiến cho mái tóc ngả sang màu trắng. Con gái cô cũng đã có gia đình, có con. Chiếc trâm vàng được cô tâm niệm sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Bởi có nó là có niềm tin và hy vọng. Có nó, đời người sẽ không còn gập ghềnh khó khăn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, người ta thường nói bạn là người như thế nào, bạn sẽ đi với người như thế đó. Thế giới này có những tấm gương phản chiếu. Bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thu hút và hay có xu hướng đi với những người như vậy, tương đồng với nhau về mặt tính cách. Gieo nhân nào, gặt quả gì, tất cả mọi thứ đều là sự phản chiếu từ chính trái tim của bạn. Muốn gặp người tốt, trước hết bạn phải là người tốt cái đã. Số phận của một người hoàn toàn nằm trong tay họ. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn sống như thế nào? Bạn có thay đổi hay không? Chà, thay đổi khi nào? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn cả. Có người đi chợ mua một con lừa nhưng không biết tính cách của con lừa ra sao, nên bạn với ông chủ muốn thử nó trong 2 ngày. Anh ta dẫn con lừa về chuồng và nhốt nó với 3 con lừa mà anh ta đã có. Và anh ta biết rất rõ hành vi của 3 con lừa này. Có một con siêng năng, con kia thì lười biếng, và con còn lại thì rất giỏi ăn uống. Sau khi con lừa mới mua được dẫn đến chuồng, thì nó chỉ đi bên cạnh con lừa lười biếng. Khi người mua lừa nhìn thấy điều này, anh ta lập tức dẫn con lừa quay trở lại chợ trả cho ông chủ, không mua nữa. Ông chủ bán lừa nhìn thấy người này và nói: "Sao anh chưa thử nó kỹ mà đem trả lại rồi?" Người đàn ông trả lời:
tôi đã biết nó là loại người gì, không cần phải thử nữa. Bạn bị thu hút bởi những người như thế nào, thì bạn sẽ là người như thế đó. Và con lừa cũng vậy. Chính vì con lừa được mang về nhà có bản chất lười biếng ăn trong máu, nên nó sẽ đi lại một cách có ý thức hoặc vô thức đến bên các đồng loại có tính cách tương đồng. Trong cuộc sống này, thật ra không khó để phát hiện ra những người có tính cách, sở thích tương đồng, thường dễ thu hút nhau hơn. Nếu một người làm việc quang minh lỗi lạc, kính già, yêu trẻ, thì bạn của anh ta cũng sẽ có những phẩm chất như vậy. Giống như câu nói, người với người sẽ có khí chất khác nhau. Bạn có khí chất như thế nào thì sẽ thu hút người như thế đấy. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai trẻ đi mua bát. Anh ta nhấc đại một chiếc bát lên và cụng nó với những chiếc bát khác trong quán. Cứ như vậy, anh ta gần như đã làm thế với tất cả các bát trong quán, nhưng lại không ưng ý chiếc nào. Ông chủ bán hàng không hiểu tại sao anh ta lại cụng hai chiếc bát vào nhau. Anh ta nói, nếu mà phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai thì chắc chắn là bát tốt. Ông chủ nghe thấy thế liền đưa cho anh ấy một chiếc bát, mỉm cười nói, nè, cậu thử cầm chiếc bát này thử xem, chắc chắn sẽ chọn được chiếc bát mà cậu muốn. Chàng trai trẻ nghe lời làm theo. Kết quả, chiếc bát nào cũng phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Anh ta không hiểu nhìn ông chủ. Ông chủ lại mỉm cười. Chiếc bát ban đầu cậu chọn để đi thử là hàng loại 3. Nếu dùng nó để thử thì chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Nếu muốn một chiếc bát tốt, trước tiên phải chắc chắn rằng trong tay của cậu cũng là một chiếc bát tốt. Thưa quý vị và các bạn, người với người cũng như vậy. Bạn là người như thế nào thì quyết định bạn sẽ gặp người như thế đó. Cầu lúc lâm chung không bền khổ, có cầu được hay không? Nhất định có thể được. Cầu lúc lâm chung đứng mà giảng sanh cũng có thể được. Một là lúc lâm chung tự tại, không chút bệnh khổ. Hay là như vậy để khuyến khích tâm nguyện của người khác. Làm cho người ta nhìn thấy chúng ta ra đi như vậy, họ cũng sẽ sanh tính tâm kiên định với pháp môn niệm Phật. Đây chính là hóa tha. Đó là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề người niệm Phật nên cầu điều gì. Tự hành quá tha đều làm được rốt ráo viên mãn. Chúng ta không cầu thứ gì khác trên đời này, chỉ cầu một việc này, nhất định giảng sanh. Nói thật ra, phải tự giảng sanh, đừng bị bệnh tật. Bệnh tật thì không đảm bảo. Thực sự giảng sanh thì không có bệnh. Ngồi mà đi, đứng mà đi, biết trước ngày giờ, biết lúc nào Phật đến tiếp dẫn mới là chắc chắn giảng sanh. Hôm nay chúng ta cầu điều này, có thể cầu được hay không? Nhất định là cầu được. Chỉ cần bạn làm được những điều trong kinh dạy thì không có gì mà không cầu được. Đây là sự thật. Chúng ta học Phật, tương lai giảng sanh, nếu có bệnh thì khó coi cho lắm. Người ta đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Chúng ta không thể đứng giảng sanh thì cũng phải ngồi giảng sanh. Hết sức rõ ràng, vô cùng minh bạch. Không có bệnh mà đi thì mới không phụ lòng của Phật. Bạn chỉ cần tu học theo lý luận, phương pháp trong bộ kinh này thì chắc chắn làm được việc đó. Nói thật ra là danh văn lợi dưỡng thế gian, tất cả sự giàu sang, người thông minh đều không cần, mà cần có sức khỏe và sống lâu. Bản thân phải không sanh bệnh. Trong Phật môn có rất nhiều người lúc chết không sanh bệnh, lúc giảng sanh đứng mà đi, ngồi mà ra đi. Trước khi ra đi còn chuyện trò vui vẻ với mọi người, sau khi trò chuyện xong thì nói với mọi người, tôi phải đi rồi, các bạn niệm Phật tiễn tôi.
Niệm chưa đến 10 phút, 15 phút thì ra đi rồi, tự tại biết bao. Phải dựa vào cái gì? Đem tất cả thiện căn đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Ở thế gian thì cầu khỏe mạnh sống lâu, những cái khác đều không cần. Vị đệ tử của lão Pháp Sư Đế Nhàn sau khi vãng sanh đã đứng 3 ngày, lão hòa thượng mới làm hậu sự cho ông ấy. Người này không biết chữ, ông ta có hoằng pháp không? Hành trình của ông chính là hoằng pháp. Ông hiện thân nói pháp, đấy là dùng chiêu lâm chung. Thì ra niệm Phật dễ như vậy, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm. Ông ta làm mẫu cho chúng ta xem. Chúng ta có thể học được điểm này thì hiệu quả còn thù thắng hơn đọc Đại Tạng Kinh, lợi ích còn lớn hơn. Nghe được câu chuyện của ông ấy, tĩnh tâm chúng ta kiên định, một chút nghi ngờ cũng không có. Ông ấy làm tấm gương cho chúng ta, hiện thân nói pháp. Ông ta có thành tựu như vậy, chúng ta ai ai cũng đều có thể thành tựu giống y như vậy. Then chốt ở đâu? Tâm ông ấy thanh tịnh. Lão thực niệm Phật, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm. Cả ngày từ sáng đến tối, ngoài A-di-đà Phật ra, không có vọng niệm, không có phân biệt chấp trước. Còn chúng ta thì, ngoài một câu A-di-đà Phật này ra, còn suy nghĩ đủ thứ, còn thêm tham, sân, si, mạng, danh lợi dưỡng, vậy là tiêu rồi. Thực sự có thể buông xả hết ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, giống như ông ấy. Nhất hướng chuyên niệm, thành tựu chắc chắn không thua gì ông ấy. Người sáng lập niệm Phật đoàn Liên Hữu ở Đài Bắc trước đây, lão cư sĩ Lý Tế Hoa. Ông này giảng sanh, ngày ông giảng sanh, ông ấy cùng vợ ngồi xe xích lô tới tham gia hội công tu tại niệm Phật đoàn. Trên xe, lão cư sĩ nói với vợ rằng: "Tôi sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà ở lại một mình có cảm thấy cô quạnh không?" Vợ ông lại không biết hôm đó ông giảng sanh. Vì thế, trả lời rất hùng hồn: "Giảng sanh là việc tốt. Ông có thể giảng sanh thì đừng lo cho tôi nữa." Người vợ đồng ý rồi. Hôm đó, đến lượt ông Ngụy giảng khai thị. Ông nói với ông Ngụy: "Hai người chúng ta đổi lại một chút, hôm nay để tôi giảng." Ông lên bục giảng được 1 tiếng rưỡi, hết sức khẩn thiết, khuyến khích mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Sau khi giảng xong thì cáo từ mọi người, nói phải về nhà rồi. Lão cư sĩ đã hơn 80 tuổi, giảng 1 tiếng rưỡi. Mọi người nghĩ là ông ấy mệt rồi, phải về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ ông ấy bước xuống bục, vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thì giảng sanh rồi. Ông ấy về nhà Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là câu chuyện mà quý đồng tu lúc đó tham gia niệm Phật tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tôi ở Đài Trung, cư sĩ Từ Tĩnh Dân làm phóng viên báo Tân Sanh ở Đài Bắc cũng có tham gia hội niệm Phật. Hôm sau viết thư gửi nói cho tôi biết niệm Phật giảng sanh là thật không hề giả, ông ta tận mắt nhìn thấy. Sau đây là 6 hành động giải thoát theo quan điểm của Phật giáo. Người theo Phật giáo là một người không chỉ muốn sống tốt mà còn muốn đạt tới giác ngộ và giải thoát. Con đường ngắn nhất để đạt tới đích này là xem tất cả mọi người cũng là những vị Phật và hành động giống như là một vị Phật, cho tới khi bản thân thực sự trở thành một vị Phật. Sống trong một xã hội luôn luôn mang tới cho chúng ta những thử thách và yêu cầu mới. Những gì xung quanh chúng ta chuyển biến rất nhanh. Những chuyển biến này giúp thiết lập một định hướng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. 6 hành động giải thoát Paramita, còn gọi là Ba La Mật Đa, được Đức Phật dạy chỉ ra bằng cách nào mà một người với động lực chính đáng có thể hành động một cách khéo léo vì lợi ích của tất cả chúng sanh và
biến cuộc sống đời thường thành có ý nghĩa, hướng tới giác ngộ và giải thoát. Một mặt, các Ba La Mật Đa là một chỉ dẫn cho chúng ta cách chuyển biến những hoàn cảnh đời thường thành có ý nghĩa. Mặt khác, chúng ta phản chiếu lên chúng ta bằng cách triệt tiêu những khuôn mẫu, thói quen và tự coi mình là trung tâm. Bởi vì điều cuối cùng đánh bẫy hoặc giải thoát chúng ta là con đường mà chúng ta giải quyết những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nếu mọi người cố gắng để duy trì thái độ tò mò và nhớ tự cười bản thân trong khi điều phục tâm mình, người đó sẽ tạo nên những khám phá đầy kinh ngạc. Một người không chỉ càng lúc càng thường nghỉ ngơi một cách hạnh phúc trong cuộc đời, mà còn thực sự tận hưởng đời sống đầy ý nghĩa, vượt lên trên cả vùng thoải mái của bản thân. Thứ nhất là lòng tốt. Nói chung, bố thí là nền tảng căn bản cho tất cả mọi sự phát triển. Nó là sự thừa nhận cao nhất của mối tương quan của chúng ta và là một biểu hiện cho Phật tính của chúng ta. Nó bắt đầu với một nụ cười và một cái ôm mà chúng ta dành cho bạn đời của mình và cũng là rất thật cho sự phát triển của chúng ta khi chúng ta từ bỏ những góc nhìn cũ kỹ. Chúng ta có thói quen nắm chặt lấy tất cả mọi thứ, bao gồm vật chất, cảm xúc và trải nghiệm của chúng ta, hoặc ý tưởng của chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới. Thật ra, thay vì làm cho chúng ta hoặc người khác trở nên nhỏ bé, chúng ta có thể chỉ cần từ bỏ những khái niệm về chúng ta, về người khác. Chừng nào chúng ta còn đấu tranh chống lại cuộc đời, thay vì khám phá nó theo một cách tò mò và không sợ hãi, thì chúng ta không còn nhận ra rằng tất cả chúng sinh là giống nhau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và rằng mọi thứ bản thân nó đã rất phong phú và đầy tiềm năng. Ngay khi chúng ta nhận ra bản chất căn bản của chúng ta là tâm từ bi thay vì gây gổ, mối quan hệ của chúng ta với thế giới thay đổi hoàn toàn. Chúng ta nhận nhiều và nhiều hơn nữa niềm tin vào những giá trị tốt bẩm sinh của mỗi người và chúng ta phát triển nhiều và nhiều hơn nữa tâm từ bi thực tế. Từ đó, lòng tốt trở nên tự biểu lộ. Một người sẵn sàng cho đi, chia sẻ và từ bỏ là những người đã bắt đầu trở nên hạnh phúc hơn. Một người cho đi một cách tự tin những vật phẩm cảm xúc tốt, thí dụ như là sự thân thiết, bảo vệ và thời gian cho mọi người, hoặc những kiến thức giải thoát. Ở đây điều quan trọng là không phá hỏng sự cởi mở được tạo nên từ lòng tốt và những mối liên hệ tốt bằng việc thực hiện những hành động xấu và gặt hái những hậu quả khó chịu. Thứ hai là thái độ cư xử với mọi người. Để thực hành chống lại những thói quen xấu, một người cần cải thiện thái độ cư xử với mọi người. Không có hy vọng có hạnh phúc và mãn nguyện nếu không từ bỏ những thái độ tiêu cực. Trách nhiệm của chính chúng ta là phải tạo ra nguồn gốc của hạnh phúc. Nếu chúng ta hiểu rằng thái độ chánh niệm dựa trên tình thương và lòng từ bi là nền tảng cho những ấn tượng và kinh nghiệm tốt đẹp trong tâm của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu hành xử, nói năng và suy nghĩ một cách có ý thức. Khi cân nhắc 10 điều răn của Phật về thân, khẩu, ý, chúng ta thích nghĩ tới những giây phút phi thường, nhưng chúng ta hoàn toàn bỏ lỡ mất những khả năng nhỏ trong đời sống hàng ngày để thực hành và phát triển. Nếu cần phải bảo vệ người khác, chúng ta thích tưởng tượng ra những hình ảnh anh hùng và quên mất rằng cần phải đảm bảo rằng mọi người đều khỏe mạnh và đã đội nón bảo hiểm đi xe máy. Trong thế giới chưa thừa vật chất, cần phải có một sự am hiểu sáng suốt về người khác để có thể cho họ cái mà họ thực sự cần. Đồng thời, nếu một người tôn trọng không gian và đồ đạc cá nhân của người khác, người đó đã tiến bộ được rất nhiều. Hành động có ý nghĩa thứ ba là trao tặng yêu thương tại nơi cần điều đó mà không làm hỏng mối quan hệ đối tác. Bốn mặt tích cực
cực của lời nói là nói sự thật hoặc giữ im lặng, đưa mọi người xích lại gần nhau hoặc hỗ trợ mọi người bên nhau, nói năng một cách có suy nghĩ và có sự tôn trọng dành cho mọi người, và cuối cùng là nói chuyện một cách có ý nghĩa để hỗ trợ người khác khám phá thế giới, để từ đó họ đạt tới những hạnh phúc và ý nghĩa lớn lao hơn. Khi chuyển hóa tâm mình, một người phát triển lòng tự tin và ước mong điều tốt cho tất cả mọi người hoặc hạnh phúc về những gì mà người khác đã đạt được và bất kỳ điều gì có ý nghĩa mà họ đang làm, và một người cố gắng hơn nữa để suy nghĩ một cách logic để hiểu nguyên lý của luật nhân quả và để nhận thấy sự phong phú không giới hạn trong vạn vật. Một cách căn bản, 10 hành động tích cực là những hành động nhìn xa trông rộng và là phổ biến. Chúng thể hiện lòng can đảm, tính linh động và không cứng nhắc hoặc không sự tự xem mình là đúng. Ở đây, điều quan trọng là thái độ hoặc mục đích xác định phẩm chất của hành động. Thứ ba là sự kiên nhẫn. Để không đánh bạc một cách thiếu suy nghĩ, những vật chất và các điều kiện tốt cần thiết cho sự phát triển, mà thay vào đó có thể nắm chắc chúng trong dài hạn, cần phải có kiên nhẫn. Sự giận dữ và ghen ghét là những cản trở lớn nhất. Một người tràn đầy hận thù và giận dữ sẽ không thể gieo trồng hạnh phúc trong dài hạn. Vì nếu chúng ta nhân nhượng, thì chỉ trong ít phút, nó sẽ phá hỏng những ấn tượng tốt đẹp đã được nỗ lực xây dựng trong một thời gian dài. Chỉ những ai xóa bỏ được giận hờn và đam mê mới có thể luôn luôn hạnh phúc tại giờ phút này và sau này. Kiên nhẫn không phải là kéo dài một điều gì đó hoặc chịu đựng một cách lặng lẽ ở góc nhà, mà là ngồi một cách can đảm giữa ngọn lửa hoặc duy trì được sự an lạc trong nội tâm và tạo cho mọi thứ và cho chúng ta một khoảng không gian và thời gian. Cuối cùng, tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta và bằng những điều chúng ta trải nghiệm là thiên đường hay địa ngục. Bằng cách không xem hận thù là nghiêm trọng, một người để cho cảm xúc này hòa vào không gian rộng mở và nhận thức rằng mọi thứ mang tới đau khổ ít có ý nghĩa hơn. Khi phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn và mâu thuẫn, một người nên đợi cho tới khi gặp điều kiện thuận lợi và ngăn chặn một cách tuyệt đối những giận hờn, phẫn nộ, buồn chán trước khi hành động. Để có thể hành động một cách kiên định trong hoàn cảnh khó khăn và chấp nhận một cách công bằng, vô tư các hoàn cảnh không thể thay đổi được là một bằng chứng cụ thể của sức mạnh và sự trưởng thành. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta điều phục tâm mình. Thay đổi thói quen và thái độ ít khi nào có thể xảy ra chỉ sau một đêm, và để thói quen hoặc thái độ mới trở thành không thay đổi thì cần sự bền bỉ và kiên trì. Bởi vì với tất cả sự tự giác, ở đây sự thân thiện và hài hước dành cho một người là phần thưởng lớn lao. Thứ tư là những nỗ lực mang lại niềm vui. Hành động thứ tư mô tả cách mà một người có thể xóa bỏ sự lười nhác, tính tự mãn và cách nhìn sai lầm bằng những phương pháp của nỗ lực mang lại niềm vui. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, lười biếng đồng nghĩa với việc chúng ta làm hàng ngàn những việc không quan trọng. Thế giới của chúng ta tràn ngập những hoạt động sôi nổi tới mức chúng ta còn quá ít thời gian cho những việc quan trọng. Năng lực và sự kiên định nội tâm không phải là chìa khóa duy nhất dẫn đến thành công, do sự phát triển chỉ được nhận thấy thông qua việc vượt lên sức ì của chính chúng ta, sự tán thán và những thói quen xấu. Sự phát triển này xuất hiện tại thời điểm chúng ta ở ngoài vùng thoải mái của mình. Nếu một người không trông đợi sự ngợi ca cho những nỗ lực của mình, và nếu một người tự do không vướng vào những cảm xúc của sự quan trọng hoặc chủ nghĩa hoàn hảo, niềm hạnh phúc sâu sắc đầy đủ sẽ hiện lên. Con đường có ý nghĩa duy nhất để tận dụng những điều kiện tốt của một người
chính là thực hiện những khả năng tốt nhất của người đó một cách hạnh phúc và một cách vững vàng, với tất cả trách nhiệm mà không có hy vọng hoặc mong đợi nào. Thứ năm là thiền định. Bất cứ ai muốn phát triển những khả năng của mình một cách lâu bền và không muốn là một quả bóng cho cảm xúc và ý nghĩ đã lăn lóc, cần giữ khoảng cách trong tâm. Thiền định tạo nên một không gian và tự do cho ý thức của chúng ta và bắt đầu với việc làm dịu tâm thức và sự phát triển của nhận thức. Thông qua quá trình này, một người sẽ học cách để trở về với thời điểm hiện tại và quan sát cách mà cảm xúc và ý nghĩ tự trỗi dậy, thay đổi và biến mất đi. Nếu một người đã hiểu rằng nguyên nhân chính để có hạnh phúc nằm trong tâm của chính mình và các điều kiện ngoại cảnh chỉ là biểu hiện của những điều kiện có hại hay có lợi, thì người đó sẽ không thấy những biểu hiện bên ngoài là khổ đau và thay đổi. Tâm trở nên cân bằng, khó bị xáo trộn và sự sáng suốt nội tâm khởi sinh. Chúng ta càng thực hành thiền định, chúng ta càng dễ duy trì góc nhìn tối cao và dựa vào đó mà cư xử trong các tình huống hàng ngày. Những điều dễ thương được xem như là niềm hạnh phúc và những điều khó khăn được xem như là một quá trình học tập và thanh lọc các tội lỗi. Nếu một người trải nghiệm điều gì đó tốt, người đó mong rằng tất cả mọi người đều trải nghiệm điều này hoặc điều gì đó tốt hơn, và một người truyền đạt kinh nghiệm của những tình huống khó khăn cho người khác. Khi một người càng bỏ qua những vấn đề nhỏ và không lấy bản thân làm trung tâm và làm bạn với bất kỳ điều gì theo một cách cởi mở, không sợ hãi, người đó càng hiểu rằng làm điều tốt là một chuyện rất tự nhiên. Thêm vào đó, thiền định tạo nên những ấn tượng tốt sâu xa hơn trong tâm và do đó là một điều kiện đặc biệt cho sự phát triển của tuệ giác. Thứ sáu là tuệ giác. Sự phát triển tâm trí được đánh dấu bằng hai bước, đôi khi được mô tả như là sự tạo thành của hai sự tích tụ. Sự phát triển của những ấn tượng tốt trong tâm và sự phát triển sâu sắc của tuệ giác. Những ấn tượng tốt đẹp không giới hạn được lưu chứa trong tâm thông qua những ý nghĩ, lời nói và hành động có ý nghĩa. Và tại điểm này, tâm đạt tới một mức độ của bình an. Tại đây, những tư tưởng và cảm xúc bất an có thể được giải tỏa bằng cách ít chú tâm tới chúng ngay khi chúng trở nên rõ rệt và đồng thời duy trì một thái độ tốt. Chất lượng của những ấn tượng tốt cho phép một bước nhảy vọt về chất lượng. Khi những khả năng bị kìm hãm bởi những trạng thái nội tại cứng nhắc được giải phóng, một người hiểu được bản chất của sự vật một cách trực giác và rõ ràng, người đó nhận ra rằng thực tế là chủ thể, vật thể và hành động là những phần của cùng một tổng thể. Từ đó, tuệ giác là sự thể hiện tự phát của tâm. Nếu vượt thoát ra khỏi tất cả mọi giới hạn, thuộc tính không có điều kiện của sự không sợ hãi, an lạc và lòng từ bi sẽ được biểu lộ. Sự hiểu biết này giải thoát tất cả mọi hành động từ bất kỳ sự hẹp hòi nào và biến nó thành không thể sử dụng cho sự khuếch đại của các nguyên mẫu lấy bản thân làm trung tâm. Nếu một người kết hợp cả 6 hoạt động này, từng bước đưa nó trở thành một thói quen trong đời sống hàng ngày của một người, thì sau đó đời sống bắt đầu bằng chính nó và sẽ ngày càng trở nên có định hướng hướng về lợi lạc của tất cả chúng sinh. Đời sống của một người bắt đầu có nhiều ý nghĩa hơn và người đó càng mang lại nhiều lợi ích cho thế giới. Do đó câu hỏi không phải là liệu một người có liên quan vào sự hối hả của đời sống hàng ngày hay không, mà là liên quan như thế nào. Phật dạy có 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người đáng tránh. Chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những tri kỷ thực sự trong đời. 4 hạng người đáng thân vì đem lại lợi ích và che chở, giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân mình, trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Hàng người ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bài điều chính trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh thiện. Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt của mình, thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. Hạng giúp đỡ có bốn việc: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài chỉ buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người. Bốn hạng người đáng tránh, vì chỉ đẩy ta vào chỗ xấu xa, lụng bại hơn mà thôi. Đó là hạng quý phục, thì thường hay làm bốn việc: cho trước đoạt lại sau, cho ít thì mong trả nhiều, vì sợ gượng làm thân, vì lợi gượng làm thân. Hạng mỹ ngôn thì thường làm bốn việc: lành giữ điều chiều theo, gặp hoạn nạn thì xa lánh, ngăn cản những điều hay, thấy gặp nguy thì tìm cách đùn đẩy. Hạng không kính thuận thì thường làm bốn việc: việc trước dối trá, việc sau dối trá, việc thiện dối trá, thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: bạn lúc uống rượu, bạn lúc đánh bạc, bạn lúc dâm dật, bạn lúc ca vũ. Hãy chọn bạn theo lời Phật dạy, không phân biệt sang hèn, quý tiện, mà chỉ phân biệt người thiện với kẻ ác, người có tâm và kẻ vô loại. Phật dạy, quá khứ dù tốt cũng đã qua, tương lai dù có gian nan vẫn phải tiến tới. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian đã trôi qua thì không thể nào níu giữ lại được. Chuyện vui buồn ngày hôm nay, ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Đừng đắn đo, đừng đối tiếc, hãy trân quý hiện tại và sẵn sàng đối mặt với tương lai. Không ai có thể làm bạn phiền muộn, trừ khi bạn lấy lời nói và hành động của người khác rồi tự làm mình buồn. Trên đời này không có gì không thể bỏ, trừ khi bạn không muốn buông bỏ mà thôi. Thời gian sẽ trôi đi theo tâm trạng, cuộc sống cần một chút bản lĩnh để đương đầu. Gặp chuyện thì không loạn, chuyện lớn không lo sợ, chuyện nhỏ không chần chừ. Thắng trầm, ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời đều ở tại tâm. Tâm thái tốt, vượt sâu núi thẳm nào cũng có thể qua. Làm việc với tâm trạng thoải mái, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành. Sinh mệnh dù ngắn hay dài, mỗi người chỉ có một lần. Cuộc sống dẫu buồn hay vui, mọi người vẫn đang tiếp tục. Đường đời lúc lên lúc xuống, nhưng ai cũng phải bước đi trên cuộc hành trình đầy gian nan này. Gặp tiểu nhân không cần thiết phải so đo, so đo thì sẽ phiền não. Gặp rắc rối chẳng cần quá để ý lưu tâm, bởi quá lưu tâm thì sẽ càng thêm mệt mỏi. Thế gian rộng lớn, lòng người thì phức tạp, không thể tránh gặp tiểu nhân. Cõi trần thâm hiểm, những thế phù hoa, làm sao mới có thể không phiền não cho được. Hãy đơn giản quá một chút, xem nhẹ một chút, chịu oan khuất, trầm tĩnh, im lặng, bị hiểu lầm thì mỉm cười cho qua. Không có ánh nắng mặt trời thì cứ nghe gió thổi, hãy nhìn mưa rơi. Không có hoa tươi thì ngửi hương thơm của cỏ cây, bùn đất. Không có tiếng vỗ tay thì hưởng thụ sự thanh tịnh yên bình. Giữ được tâm trạng tốt, bước đi sẽ vững vàng hơn. Hãy trân quý niềm hạnh phúc của hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất này. Thời gian luôn xoay chuyển, tuổi đời sẽ qua đi, đừng phàn nàn, đừng than khổ, đừng ưu tư chùn bước. Đối mặt với chính mình, tấm lòng rộng mở, tha thứ lỗi lầm, sống thật thản nhiên, tu thành người độ lượng, tích được cả một đời hạnh phúc.
Phật dạy 10 điều tự tại phải ghi nhớ trọn đời trọn kiếp. Thưa các bạn, những điều tự tại này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng về cuộc sống, chấp nhận những gì bạn đang trải qua. Điều ấy sẽ khiến cho bạn thanh thản và hạnh phúc hơn. Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn vất vả và những âu lo của họ, và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát những lo âu phiền muộn. Thanh tịnh trong tâm hồn là gì? Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm, cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng, thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chúng ta trải nghiệm qua những giây phút này, chẳng hạn như khi chúng ta đang chăm chú vào một vài công việc hấp dẫn hay hoạt động mà chúng ta yêu thích, như là khi ta xem một tập phim hay một chương trình TV hấp dẫn, hoặc khi chúng ta ở bên cạnh một người mà chúng ta yêu thương, hay khi đọc một quyển sách, hay hoặc khi nằm phơi mình trên cát trắng dọc bờ biển. Tự tại tức là tự do ngay trong tâm tưởng. Phật giáo dạy rằng, người tự tại là người biết thoát khỏi phiền não và nội tâm không có chấp nhất. 10 loại tự tại dưới đây là cảnh giới cao nhất mà bất cứ ai cũng nên hướng tới trong đời. Thứ nhất là thọ tự tại. Cuộc sống là hữu hạn, không ai có thể an bài. Duyên vạn kiếp mà không lâu, kề bên một niệm mà không ngắn. Đây là thọ tự tại. Vì thế, đừng bận tâm cuộc đời dài hay ngắn, chỉ quan tâm làm thế nào để sống cho thật tốt mà thôi. Thứ hai là tài tự tại. Hết thảy mọi vật lực đều là quả báo từ kiếp trước. Cầu không được, mong không có, chỉ tự mình bồi đắp. Thứ ba là nghiệp tự tại. Chúng sinh tùy nghiệp mà ở, tùy nghiệp mà đầu thai, tùy phiền não, nghiệp tập mà lập nghiệp. Thứ tư, sinh tự tại. Sinh ra là hữu duyên, sinh ở đâu, làm con của ai đều là tiền duyên nghiệp báo, không thể thay đổi. Thứ năm là nguyện tự tại. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm. Còn viên mãn hay không, còn phải tùy duyên. Thứ sáu là tâm tự tại. Nội tâm tự do, không tham lam, không muộn phiền, không dục vọng, nhất nhất đều an nhiên. Thứ bảy là như ý tự tại. Cái gì phải tới, sẽ tới. Cái gì phải đi, sẽ đi. Bất luận ra sao thì con người cũng không có khả năng cản trở hay né tránh. Vậy nên cứ bình thản mà đón nhận. Thứ tám là pháp tự tại. Tu hành sẽ viên mãn, độ hóa sẽ giác ngộ. Nhất tâm chấp niệm Phật giáo. Thứ chín là thắng thua tự tại. Thắng chính bản thân mình là thắng lớn nhất, thua chính bản thân mình là thua lớn nhất. Thứ mười là trí tự tại. Tích trí để hành thiện và sống thiện. Người có trí thì tinh thông, người không có trí thì ngu dốt. Trí là để nâng cao bản thân, không phải vì danh lợi. Thưa các bạn, Phật cũng dạy rằng, thật ra không phải là tiền bạc, thì đâu mới là tài sản lớn nhất của cuộc đời mỗi người. Con người nếu không biết bằng lòng với những gì mình đang có, thì mãi mãi sẽ không thể hạnh phúc. Hạnh phúc có thể là những điều lớn lao, cao xa, khiến người ta luôn phải nỗ lực đi vươn tới. Nhưng cũng có lúc hạnh phúc rất đổi bình dị, xuất hiện ở những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất mà đôi khi chúng ta vô thức không nhận ra. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe một số người hay than vãn rằng mình nghèo, chỉ có bàn tay trắng, không có nhiều tiền bạc, không giàu sang, không địa vị, không có công việc tốt và rất nhiều cái không khác nữa. Tùy những suy nghĩ đó,
họ bắt đầu cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì gọi là ý nghĩa, vui vẻ. Công việc này chẳng có gì là hứng thú, thậm chí còn sinh ra tâm ý tiêu cực như chán nản, thất vọng, lo lắng, sợ hãi vân vân. Nhưng bạn nên nhớ rằng, cuộc sống này rất công bằng đối với tất cả mọi người. Đôi khi bạn rất giàu có, chỉ là bạn có nhận ra được hay không mà thôi. Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện ý nghĩa sau đây. Một mẫu truyện nhỏ thế này, có một thanh niên trẻ tuổi cảm thấy bản thân mình là một người vô tích sự, không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh ta bèn đi đến bờ sông định tự vẫn để chấm dứt cuộc đời của mình, thì gặp một ông lão cao tuổi chân đi khập khiễng. Ông lão hỏi người thanh niên: "Cậu trẻ tuổi như vậy, sao lại định phí hoài bản thân mình như thế?" Thanh niên trẻ tuổi buồn bã nói: "Cháu chỉ có hai bàn tay trắng, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả." Ông lão bật cười và nói: "Ta sẽ trả 10 vạn đồng để mua lấy một bàn tay của cậu. Cậu đồng ý chứ?" Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi và thấy đề nghị của ông lão kia thật là vô cùng phi lý. Cuối cùng cậu nói: "Không có tay cháu làm sao mà làm được việc gì? Cháu không đồng ý bán đâu." Ông lão lại nói tiếp: "Vậy ta sẽ trả cậu 50 vạn đồng, cậu bán cho ta một chân được không?" Người thanh niên càng không thể đồng ý, bởi vì anh ta nghĩ rằng không có chân sẽ không thể đi lại và cuộc sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ông lão nghe xong lại cười ha hả và nói: "Người trẻ tuổi à, ai nói cậu chỉ có hai bàn tay trắng? Cậu ít nhất có 50 vạn đấy chứ." Người thanh niên trẻ tuổi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dứt bỏ ý định tự tử, bái tạ ông lão mà đi. Thưa các bạn, kỳ thực ngẫm nghĩ lại, ai trong chúng ta cũng đều vô cùng giàu có. Người xưa có câu: "Thân người khó được, cho nên thân thể là quý nhất." Việc chúng ta có một thân thể chính là một tài phú. Đây là điều quan trọng nhất. Người xưa còn nói: "Có sức khỏe là có tất cả, bao gồm tiền tài và địa vị. Nếu không có sức khỏe thì hết thảy những điều khác chỉ là con số không." Cho nên, cha mẹ sinh ra cho ta một thân thể khỏe mạnh thì hãy biết trân quý. Có người cảm thấy mình chỉ hạnh phúc khi kiếm thật nhiều tiền. Có người lại thấy mình có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan là hạnh phúc. Có người lại cho rằng mình phải làm nguyên thủ quốc gia mới là hạnh phúc. Nhưng cũng có người lại cho hạnh phúc là điều gì đó rất bình thường. Được ăn một bữa cơm no, được đến trường, được có quần áo mặc. Hoặc là với một tử tù, hạnh phúc là khi được giảm án còn chung thân và biết rằng ngày mai mình vẫn còn được sống. Chỉ thế thôi là đủ. Thế nhưng, hạnh phúc hôm nay của một người là được có chiếc xe đạp. Nhưng ngày mai đây, hạnh phúc đối với họ là chiếc xe hơi. Vậy, rõ ràng, bản chất của hạnh phúc cũng vô thường, giả tạm như chính con người chúng ta vậy. Thế nhưng, ai cũng khát cầu và chạy đi tìm cái chuẩn hạnh phúc của riêng mình, để rồi thấy thêm mệt mỏi bởi những ước muốn ấy không thành hiện thực. Vậy, hạnh phúc trước hết là điều như thế nào? Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Nếu chúng ta có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, chân, chúng ta đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang bị thiếu khuyết. Chúng ta có chén cơm ăn, manh áo ấm để mặc là đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi. Tôi có đọc một bài viết quan điểm về cuộc sống rất lý thú như sau. Nếu buổi sáng bạn thức dậy và thấy mình vẫn mạnh khỏe và không bị ốm, bạn đang hạnh phúc hơn hàng triệu người không thể sống qua tuần này.
nếu bạn chưa bao giờ bị bỏ tù, chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ đói, bạn vẫn còn may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này. Chúng ta còn có một gia đình ấm áp, luôn dõi theo bên cạnh mình. Đó cũng chính là sự giàu có. Bất luận là gia đình có điều kiện hay không có điều kiện, thì đó vẫn là tổ ấm của mọi người. Sự ấm áp của gia đình không thể nào lấy tiền bạc, nhà cửa ra để đong đếm, mà nó nằm ở sự vui vẻ hòa thuận của các thành viên trong gia đình. Những lúc cảm thấy phiền não, suy sụp, buồn chán, hãy nghĩ bạn vẫn còn có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh đấy thôi. Chẳng phải chúng ta thực sự rất giàu có đó sao? Vì sao chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và sống không vui vẻ? Đó là vì chúng ta có quá nhiều ham muốn, hy vọng quá cao, yêu cầu quá mức mà không biết quý trọng những gì bản thân đang có mà lại hy vọng vào những thứ mình không thể có được. Nếu chúng ta chưa mua nổi một căn nhà lớn, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ với chiếc giường mà mình yêu thích. Nếu như chưa có tiền mua đồ hàng hiệu thì có thể mua trước một chiếc áo mình thích. Nếu không có thời gian đi du lịch, đến những nơi mình yêu thích, bạn có thể tận hưởng không gian, phong cảnh nơi mình đang sống. Chúng đều có thể đem lại cho chúng ta niềm vui và sự kinh ngạc. Người hiểu và biết quý trọng những gì bản thân đang có mới là người thực sự có trí tuệ. Người biết đủ thường là người sống vui vẻ hạnh phúc. Và nếu biết rằng bản thân không thể làm gì được để thay đổi mọi thứ, thì đừng cố chấp nữa mà hãy tiếp nhận nó và làm cho nó tốt đẹp hơn. Thuận theo tự nhiên mà sống thì cuộc sống mới tự tại và thoải mái. 10 điều đại gia hay kẻ bần cùng cũng phải chấp nhận. Thứ nhất, đó là thất bại. Chấp nhận một sự thật rằng thất bại không loại trừ một ai, và những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Chỉ khi bạn dám thất bại mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi đang vây quanh mình, mới mong rằng có được cuộc sống an nhiên. Nếu bạn không thực sự khởi động và nỗ lực trên đường đi, thì cũng không có điều gì bất ngờ gõ cửa nhà bạn được cả. Bạn thử nghĩ xem, người thành công và thất bại có khác gì nhau? Thực tế là không khác nhau nhiều như bạn nghĩ. Kết thúc một cuộc đua giành được giải nhất, sau khi đón nhận niềm vui, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Còn nếu thất bại ở cuộc đua, thì sau khi đối mặt với nỗi buồn, bạn vẫn phải tập luyện tiếp thôi. Vậy thì, hãy bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết, bất chấp thất bại hay là thành công. Thứ hai là không thể lựa chọn xuất thân. Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra. Có người sinh ra đã có cuộc sống nhung lụa, có người lại nghèo hèn, không chốn nương thân. Có trách cứ số phận cũng không được gì, thì tại sao không học cách chấp nhận? Nếu không thay đổi được hướng gió, thì hãy điều khiển cánh buồm. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, đó là thay đổi chính bản thân mình. Trong cuộc sống, không ai có thể tự lựa chọn xuất thân của mình. Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, một bước đường khác nhau và một tầm nhìn riêng về cuộc sống. Xuất thân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội và điều kiện khởi đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên bị giới hạn bởi xuất thân của mình. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống. Và những quyết định và nỗ lực của chúng ta mới là yếu tố quyết định sự thành công. Ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định đường đi của mình. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, học hỏi và phát triển bản thân để vươn lên và đạt được thành công. Cái quan trọng là
chúng ta không nên trách móc hay đổ lỗi cho xuất thân, mà hãy sử dụng nó làm động lực để vươn lên và chứng minh giá trị của bản thân. Cuộc sống không công bằng và không đồng nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị và đáng giá. Bằng việc chấp nhận và khám phá những điểm mạnh trong bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào và tạo ra những kết quả tốt đẹp. Không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta luôn có quyền tự quyết định con đường mà chúng ta muốn đi và tạo nên tương lai của chính mình. Thứ ba là sự cô đơn không ai hiểu thấu. Dù bạn nghèo khó hay là giàu sang, đang tràn ngập niềm vui hay là chìm trong nỗi buồn, thì cứ là con người thì ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, cảm giác cô đơn này luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đó là cảm xúc tất yếu để thôi thúc chính mình đi tìm bản ngã, ý nghĩa chân thực của đời người. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý đau đớn khi chúng ta cảm thấy không có ai hiểu thấu. Dù có sống trong đám đông đông đúc, nhưng lòng cảm thấy trống rỗng và cô đơn không thể tan đi. Có những suy nghĩ, cảm xúc và trăn trở mà không thể chia sẻ hoàn toàn với ai khác. Cô đơn không chỉ là sự thiếu vắng sự hiện diện của người khác, mà còn là sự thiếu đi sự kết nối tình cảm và sự thấu hiểu sâu sắc. Chúng ta có thể đứng giữa đám đông, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì không ai thực sự hiểu được những khó khăn, sự đau đớn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không gục ngã trước sự cô đơn. Chúng ta có thể tìm sự động viên và cảm thông trong những nguồn năng lượng tích cực khác như nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay thậm chí là trong sự trầm lặng của chính bản thân mình. Cô đơn cũng có thể là một cơ hội để tự tìm hiểu, khám phá bản thân và nuôi dưỡng trái tim của chúng ta. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hiểu hoàn toàn con người ta. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được sự kết nối thực sự và tìm thấy người hiểu chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tìm kiếm những người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể đánh bại sự cô đơn và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ tư là người rời xa bạn. Khi người ta đã muốn bỏ bạn mà đi, tức là cánh cửa vừa được khép lại, cũng là lúc cánh cửa mới mở ra. Đây thực sự là cơ hội để cho cả hai được gặp những con người mới. Gặp nhau vì cái duyên, và họ rời xa bạn cũng vì cái duyên, thì có níu kéo cũng không được gì. Buông tay họ ra, để cả hai cùng có con đường tốt hơn để đi. Người buồn ở đây không phải là bạn, mà chính là họ. Vì đã không may mắn có được bạn, vì thế cần gì chúng ta phải cố gắng thay đổi sự thật này, mà hãy cứ chấp nhận và bước tiếp. Thứ năm là thời gian sẽ trôi qua. Theo dòng chảy của cuộc sống, dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ dần trôi đi. Vì thế, hãy chấp nhận sự đổi thay như là điều tất yếu. Nhiều người cố gắng níu kéo tuổi xuân và làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. Tuy nhiên, họ nên chấp nhận thực tế rằng ở mỗi lứa tuổi của chúng ta đều có một nét đẹp riêng. Dù bạn giàu hay nghèo khó, thời gian đều công bằng với mọi người. Quan trọng là bạn dùng từng phút từng giờ của bạn để làm gì mà thôi. Hãy thôi tìm cách níu giữ thời gian, mà thay vào đó, hãy làm cho từng giây từng phút của bạn sống phải thực sự có ý nghĩa. Thứ sáu là cuộc sống không công bằng. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là công bằng.
Vì như thế, nó mới là mục tiêu mà chúng ta mong muốn tìm đến. Hãy thử nhìn lại cơ thể bạn xem, có gì là hoàn toàn cân đối không? Hay là tay này nọ hơn tay kia? Hai chân cũng không đều nhau, và một mắt to, một mắt nhỏ. Vậy nên, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo trong thế giới này, để chúng ta tập trung vào việc tùy cơ mà ứng biến. Cuộc sống không công bằng. Đó là một sự thật không thể phủ nhận rằng mọi người sinh ra với điều kiện khác nhau, cơ hội khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng mọi tiện nghi, trong khi người khác thì phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh. Sự không công bằng cũng tồn tại trong việc phân phối tài nguyên xã hội. Một số người có được giáo dục tốt, công việc tốt và cơ hội phát triển, trong khi người khác lại phải đấu tranh với nghèo đói, thiếu hụt và cảm giác bị đánh đồng. Các yếu tố xã hội như tôn giáo, tộc người và giới tính cũng có thể tạo ra sự không công bằng và định kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên gục ngã trước sự không công bằng. Thay vì cảm thấy bất lực và oán trách, chúng ta có thể tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi tình hình. Chúng ta có thể nỗ lực học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đóng góp vào xã hội để làm cho cuộc sống công bằng hơn bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho những quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và tiến bộ. Dù cuộc sống không công bằng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi nó. Chúng ta có thể tự quyết định cách chúng ta đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc đấu tranh và xây dựng cuộc sống của chính mình. Thứ bảy, đó là lãng quên. Ngay cả những việc tưởng như không thể quên, cuối cùng rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng. Vết bụi thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả. Cuộc sống gì có kỷ niệm nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ sống an nhiên, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vui với hiện tại là điều nên làm nhất. Lãng quên là một khía cạnh đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lãng quên những kỷ niệm, những người thân yêu, những điều quan trọng trong quá trình đi qua cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy mất mát và cô đơn vì không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lãng quên cũng có thể là một phần tự nhiên của sự tiến xa. Đôi khi, chúng ta phải để những ký ức cũ trôi đi để tạo không gian cho những trải nghiệm mới. Lãng quên cũng là một cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng quá khứ và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dù cho lãng quên có thể là đau đớn, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta có thể tìm cách tạo ra những kỷ niệm mới, xây dựng lại mối quan hệ và tận hưởng những thứ đang xảy ra chung quanh mình. Đôi khi việc lãng quên là một cơ hội để bắt đầu lại và định hình lại cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có lãng quên một phần nào đó, điều quan trọng là giữ vững giá trị và nguyên tắc của bản thân. Lãng quên không định hình toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta mà thôi. Quan trọng hơn cả là chúng ta không nên lãng quên bản thân và những giá trị đích thực mà chúng ta đang mang trong lòng. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình dài và lãng quên chỉ là một phần của nó thôi. Hãy trân trọng những gì đang diễn ra và tìm cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày.
Thứ tám là mọi điều không diễn ra theo kế hoạch. Bạn đã bao nhiêu lần lập kế hoạch, nhưng nhận thấy chúng đều không thể diễn ra 100% như bạn đã dự đoán. Cuộc sống này biến đổi khôn lường. Vì thế, cho dù bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng nó vẫn tuân theo quy luật không hoàn hảo của vũ trụ này, nên sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy chấp nhận thực tế này, và chúng ta liên tục phải sửa đổi, cải tiến cho mọi thứ tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, phải hiểu ra rằng luôn có những giải pháp tốt hơn cách bạn đang làm. Thứ chín là người khác cười nhạo. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, nên cách tư duy của họ làm sao mà giống mình được. Họ cười nhạo vì chúng ta khác họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói là việc của họ, còn nghe hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, cứ mỉm cười khi đối mặt với tất cả điều này. Khi bị người khác cười nhạo, cảm giác tổn thương và bất lực thường xuyên tràn đến trong tâm hồn. Những lời chế giễu và sự coi thường từ người khác có thể làm giảm tự tin và gây đau đớn cho con tim. Những tiếng cười truyền qua không gian như mũi tên đâm thẳng vào lòng làm cho chúng ta cảm thấy bất an và tự hỏi về giá trị của bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho những lời chê bai và sự cười nhạo của người khác xác định giá trị của mình. Chúng ta đáng được tôn trọng và coi trọng vì những đặc điểm và phẩm chất riêng mà chúng ta đang mang trong mình. Đừng để người khác làm mất đi niềm tin vào bản thân. Thay vì đáp trả bằng cách trả đũa hay cay độc, hãy chọn đối mặt với sự cười nhạo bằng sự tự tin và khẳng định bản thân. Chúng ta có thể đánh lừa sự cười nhạo bằng cách chứng minh rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nó. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bản thân, phát triển kỹ năng và đạt được những thành công mà chúng ta muốn. Hơn nữa, hãy tìm sự hỗ trợ và gắn kết với những người có cùng tư duy và giá trị. Họ sẽ là người đồng hành, người ủng hộ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc sống này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng người khác chỉ có quyền đem lời chế giễu và cười nhạo khi chúng ta cho phép. Đừng để sự cười nhạo của người khác chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Thứ 10 là không tránh khỏi cái chết. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là cái chết. Cuộc sống vẫn luôn vận hành không ngừng. Vì thế, nay sống mai thác cũng là điều không thể tránh khỏi theo quy luật của tự nhiên. Thay vì ngồi nghĩ về kết quả tồi tệ, thì chúng ta có thể chọn thái độ khác bằng cách loại bỏ nó ra khỏi đầu để có cuộc sống an nhiên, thanh thản. Nếu còn tồn tại trên đời này, thì hãy để những giây phút được sống thực sự có ý nghĩa bạn nhé. Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, một sự thật tàn nhẫn và không thể tránh được trong cuộc sống này. Dù ta có cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe và đối mặt với những nguy hiểm, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự chấm dứt của cuộc sống. Cái chết không chỉ là một sự kết thúc, mà còn là một phần của trò chơi tự nhiên. Nó là một dòng xoáy của sự sống và sự tàn phá mang theo sự khắc nghiệt và không thương tiếc. Dù chúng ta có sợ hãi hay không, chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng trong sự tàn bạo đó, có một sự đẹp và quý giá. Cái chết là một lời nhắc nhở
về tính ngắn ngủi của cuộc sống, khuyến khích chúng ta sống đúng mục đích và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là quà tặng và chúng ta cần sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa. Cái chết cũng đưa ra câu hỏi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh được sự chấm dứt, nhưng chúng ta có thể xác định được những giá trị và mục tiêu của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta có trên trái đất này. Chúng ta có thể xây dựng những đóng góp ý nghĩa để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ sau. Với sự chấp nhận về cái chết, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý thức và tỉnh thức hơn. Chúng ta có thể trân trọng mọi phút giây, yêu thương và trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có thể đối mặt với sự chấm dứt, với lòng bình tĩnh và sẵn lòng tiếp nhận sự khác biệt. Hãy sống mỗi ngày của cuộc đời mình một cách đầy đủ và không hối tiếc. Biết rằng cái chết là một phần của hành trình này.